Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Điểm tin khoa học quốc tế do kênh Khỏe 365 thực hiện. Hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị đón nghe tổng hợp 6 công trình nghiên cứu về Shinseno CRG3, liệu pháp nâng cao hệ miễn dịch từ thiên nhiên do tiến sĩ Võ Thanh Sơn, giám đốc công ty BTGen Việt Nam trình bày. Slide 2. Nội dung trình bày của tôi gồm có 5 phần. Phần thứ nhất là Shinseno CRG3 là gì? Thứ hai là tổng hợp các nghiên cứu tiền lâm sàng về cơ chế của Shinseno CRG3. Thứ ba là tổng hợp các nghiên cứu lâm sàng về Shinseno CRG3. Phần thứ tư là sản phẩm Royal CRG3 300 cho các bệnh nhân ung thư. Phần thứ năm đó là phần thảo luận và trao đổi thông tin. Thì về phần thứ nhất đó là giới thiệu về Shinseno CRG3. Năm 1990 thì có một nghiên cứu bệnh chứng ở bệnh viện ung thư trung ương Hàn Quốc phỏng vấn 905 cặp đối tượng được gọi là nhóm bệnh và nhóm chứng, thì cho thấy cái việc sử dụng các sản phẩm từ sâm có thể là hạn chế được ung thư, và các sản phẩm chế biến từ sâm thì có tác dụng tốt hơn sâm tươi. Tuy nhiên là chưa rõ là hoạt chất nào là tạo ra ảnh hưởng này và cơ chế cụ thể ra sao. Slide 4. Nhân sâm Hàn Quốc là một sản phẩm đã được sử dụng từ lâu đời và rộng rãi với rất nhiều truyền thuyết như là cải tử hoàn đồng, trường sinh bất lão và chữa trị các bệnh nan y. Thống kê cho thấy là nông dân ở các khu trồng nhân sâm có tỷ lệ bị ung thư phổi, ung thư dạ dày thấp hơn so với các vùng khác trên toàn Hàn. Và trong số các loài sâm chế biến thì hồng sâm là loài có công dụng trong y học được cho là mạnh nhất. Nó có chứa hơn 32 loài Shinseno. Và trong đó thì có Shinseno CRG3 là đã được nghiên cứu nhiều về tiền lâm sàng và lâm sàng. Shinseno CRG3 thì gồm có hai đồng phân quang học, đó là loại 20R và loại 20S. Trong đó 20R thì có hoạt tính kháng oxy hóa mạnh và thúc đẩy miễn dịch. Đồng phân 20S thì giúp ức chế tế bào phát triển bằng cách là giảm methyl hóa DNA. Slide 5. Hiện nay thì ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh cái công dụng của Shinseno CRG3 trong trị liệu của loại bệnh ung thư. Cụ thể là từ năm 2014 đến nay thì mỗi năm có khoảng là 20 cho đến 25 công trình khoa học được công bố theo nguồn thông dữ liệu trên PubMed. Slide 6. Hiện nay thì các cơ chế phát triển thuốc cũng như là phương pháp trị liệu ung thư đều dựa trên cái việc tác động vào những đặc tính khác biệt của tế bào ung thư so với tế bào thường. Đó là khả năng bỏ qua sự chết tự nhiên, còn gọi là apoptosis, khả năng thay đổi về chuyển hóa và dinh dưỡng, khả năng hình thành mạch máu mới, khả năng xâm lấn và di căn. Một số cơ chế của Shinseno CRG3 và đồng phân quang học 20S CRG3 được trong việc làm giảm sự biệt hóa và sự phát triển của tế bào ung thư được thể hiện ở hình trên. Sau khi ligand gắn vào thụ thể của I-kappa B kinase IKK sẽ kích hoạt quá trình phosphorin hóa IKK để chuyển NF-kappa B từ dạng không hoạt động sang dạng hoạt động. Thông qua sự phosphorin hóa, NF-kappa B dạng hoạt động sau đó sẽ được chuyển vào nhân tế bào, sẽ thúc đẩy quá trình phiên mã và diệt mã để từ đó thúc đẩy quá trình sống sót, phát triển và hình thành mạch máu mới. Shinseno CRG3 ức chế sự phosphorin hóa IKK và MF-kappa B như ở trên để ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. 20RG3 và 20 đồng phân 20S còn ức chế sự phosphorin hóa IKT, protein kinase B là một thành phần trong con đường PI3K-AKT, từ đó làm giảm sự tăng sinh và tăng apoptosis của tế bào ung thư. Ngoài ra, đồng phân 20S còn thay đổi biểu hiện của
BAS và BCL để thúc đẩy sự giải phóng của yếu tố hỗ trợ apoptosis như cytochrome C để từ đó tạo ra caspase 9 là yếu tố khơi mào apoptosis và caspase 3 là yếu tố hình quyết apoptosis để dẫn tới apoptosis. Slide 8, slide 9. Một số cơ chế tác động cụ thể trên các loài tế bào ung thư khác nhau như là tế bào ung trứng, đại tràng và phổi được mô tả ở trên đây. Slide 10. Bên cạnh việc kích hoạt apoptosis và ức chế sự tăng sinh, chinsenosis RG3 còn có các tác dụng khác trong điều trị ung thư như là tăng cường miễn dịch, hạn chế kháng thuốc và tăng tác dụng hoặc của hóa trị, hạn chế hình thành mạch máu mới, ức chế xâm lấn và di căn, tăng nhạy cảm với xạ trị, kìm hãm chu kỳ tế bào và gây độc tính gen đối với tế bào ung thư. Thì các cơ chế cụ thể đã được chứng minh và thể hiện trong hình tổng hợp ở bên trên. Slide 11. Một số nghiên cứu lâm sàng nổi bật sử dụng chinsenosis RG3 có thể kể đến như sau. Báo cáo thứ nhất là hiệu quả và cơ chế của chinsenosis RG3 đối với kéo dài sự sống hợp phổ của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Slide 19 đó là báo cáo thứ hai, đó là hiệu quả lâm sàng của sự phối hợp chất ức chế EGFR, tyrosine kinase và chinsenosis RG3 ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ nặng mang đột biến EGFR. Thì bệnh nhân sau khi được lựa chọn theo các tiêu chí sẽ được chia thành hai nhóm, đó là nhóm A là sử dụng phối hợp chinsenosis RG3 và chất ức chế EGFR tyrosine kinase. Nhóm này gồm có 52 bệnh nhân uống RG3 20 mg nhân với 2 lần trong một ngày. Nhóm B là chỉ sử dụng chất ức chế EGFR tyrosine kinase gồm có 72 bệnh nhân, là cả hai nhóm đều sử dụng EGFR tyrosine kinase inhibitor như là erlotinib, gefitinib hoặc icotinib với liều dùng giống nhau và điều trị đó là liên tục trong vòng 8 tuần. Sau đó bệnh nhân sẽ được đánh giá theo các tiêu chuẩn như là thời gian sống bệnh không tiến triển, thời gian sống tiêm toàn bộ, tỷ lệ đáp ứng khách quan và tác dụng không mong muốn. Slide 21, 22. Trên đây là các đặc điểm của bệnh nhân trong nghiên cứu. Slide 23. Kết quả cho thấy là thời gian sống bệnh không tiến triển tăng đáng kể trong nhóm sử dụng phối hợp chinsenosis RG3 và chất ức chế EGFR tyrosine kinase so với nhóm B chỉ sử dụng chất ức chế EGFR tyrosine kinase. Slide 24 phân tích phân nhóm cho thấy là bệnh nhân thuộc các nhóm như là tuổi không quá 58, chưa bao giờ hút thuốc, chỉ số ECOS là từ 0 đến 1 và giai đoạn 4, ung thư biểu mô, sử dụng gefitinib hoặc icotinib là có thể hưởng lợi lâm sàng khi sử dụng liệu pháp phối hợp. Slide 25, liệu pháp phối hợp làm tăng cái tỷ lệ đáp ứng so với nhóm chỉ dùng chất ức chế EGFR tyrosine kinase. Slide 26, về tác dụng không muốn thì không có cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với tổng số trường hợp bất lợi mức độ lớn hơn hoặc bằng 2 giữa hai nhóm, và tác dụng không phổ biến là chán ăn, buồn nôn và tiêu chảy, và phát ban là tác dụng phổ biến mà chiếm tỷ lệ nhất ở hai nhóm. Sẽ là 27. Kết quả thu được gợi ý là sự phối hợp chinsenosis RG3 và chất ức chế
EGFR tyrosine kinase có thể là một liệu pháp đầu tay được ưu tiên cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ nặng mang đột biến EGFR. Cơ chế cho tác dụng công tín này có thể đến từ khả năng ức chế sự hình thành mạch máu của chinchenogis rg3, và sự phối hợp này có thể cung cấp một liệu pháp để làm chậm sự kháng thuốc thu được đối với chất ức chế EGFR tyrosine kinase. Slide 28, báo cáo thứ ba là chinchenogis rg3 đóng vai trò là một chất hỗ trợ hóa trị và chất ức chế VEGF trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, một phân tích meta và tổng quan hệ thống. Mục đích của báo cáo này là để mình đánh giá cái sự phối hợp chinchenogis rg3 và hóa trị trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ trong một phân tích meta. Slide 29. Nghiên cứu này sử dụng 6 cơ sở dữ liệu như là PubMed, Embase để mà tìm kiếm, rồi sử dụng các tiêu chuẩn để mà lựa chọn các nghiên cứu để đưa vào phân tích các dữ liệu về là tỷ lệ đáp ứng, tỷ lệ kiểm soát bệnh, thời gian sống tiêm toàn bộ, vân vân. Slide 30, 31. Nghiên cứu này đã xác định được 20 nghiên cứu với các đặc điểm được tóm tắt như ở bảng sau. Kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ đáp ứng trong nhóm phối hợp cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng, tức là nhóm chỉ dùng hóa trị. Slide 33 đến slide 35. Slide 33 đến slide 35. Tương tự thì nhóm phối hợp cũng cho thấy là cái tỷ lệ kiểm soát bệnh, thời gian sống tiêm toàn bộ và chỉ số tin tặc chức năng Kanowski cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng, tức là slide 36 đến slide 38. Ngoài ra, chinchenogis rg3 còn có thể là cải thiện đáng kể sự giảm bạch cầu, làm giảm đáng kể biểu hiện của VEGF và tăng đáng kể cái tỷ lệ CD4 trên CD8 T cell trong máu ngoại vi ở bệnh nhân so với nhóm hóa trị. Slide 39, kết quả thu được gợi ý chinchenogis rg3 kết hợp với hóa trị có thể làm tăng hiệu quả ngắn hạn và thời gian sống tiêm toàn bộ, giảm nhẹ các thành phần phụ không mong muốn liên quan đến điều trị, giảm biểu hiện của yếu tố tăng sinh nội mô mạch máu, tăng tỷ lệ CD4 trên CD8 T cell và đóng vai trò như là một liệu pháp tiềm năng cho ung thư phổi không tế bào nhỏ. Slide 40, báo cáo tư là nghiên cứu theo thời gian của đột hóa chất động mạch và chinchenogis rg3 so với đột hóa chất động mạch đơn độc trong điều trị bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nặng. Slide 41, đây là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng đặt đơn trung tâm nhãn mở. Bệnh nhân sau khi được chọn lựa sẽ được chia làm hai nhóm. Nhóm phối hợp sẽ gồm 52 bệnh nhân và nhóm trải qua nụt hóa chất đơn độc gồm 76 bệnh nhân. Slide 42 và slide 43. Trên đây là một số đặc điểm của bệnh nhân trong nghiên cứu. Slide 44. Kết quả thu được cho thấy là nhóm phù hợp có sự tăng đáng kể thời gian sống thêm toàn bộ và tỷ lệ sống thêm toàn bộ 12 tháng so với nhóm đối chứng. Slide 45, slide 46. Nhóm sử dụng chinchenogis rg3 và trải qua nụt hóa chất động mạch có sự tăng đáng kể cái tỷ lệ đáp ứng một phần và cái tỷ lệ kiểm soát bệnh so với nhóm chỉ trải qua đột hóa chất động mạch. Phân tích phân nhóm cho thấy là nhóm sử dụng liệu pháp phù hợp mang lại hiệu quả lâm sàng trong hầu hết các phân nhóm, ngoài trừ là bệnh nhân không có nhiễm tim mạch cửa hoặc là xâm lấn tim mạch gan, bệnh nhân di căn hạch hoặc là bệnh nhân có nồng độ alpha fetoprotein cao. Một số đặc điểm của bệnh nhân cho liên tưởng xấu như là tuổi già trên 65 tuổi, di căn phổi, di căn xương và không dung nạp đột hóa chất động mạch. Tác dụng của chinchenogis rg3 bị chi phối bởi tác dụng của đột hóa chất động mạch khi bệnh nhân đáp ứng tốt với đột hóa chất động mạch hơn 6 đột. Slide 47. Về độ an toàn thì chinchenogis rg3 được dung nạp tốt. Chinchenogis rg3 có thể là làm giảm các hội chứng bất lợi liên quan đến đột hóa chất động mạch như cổ trướng, chán ăn và mệt mỏi.
Chincenerisba còn giúp sửa chữa các rối loạn về máu như là thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu và tăng bilirubin máu. Slide 48. Kết quả thu được gợi ý. Chincenerisba giúp cải thiện điều trị bằng đột phá chất động mạch ở những bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan nặng và có đầy đủ chức gan gan. Sự kết hợp giữa chincenerisba và đột phá chất động mạch có lợi ích 3 tháng về thời gian sống thêm và ít tác dụng phụ hậu phẫu hơn so với nhóm chỉ trải qua đột phá chất động mạch đơn thuần ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nặng giai đoạn C của hệ thống phân loại Barcelona. Chincenerisba có thể là an toàn và hiệu quả cho những bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan nặng. Việc sử dụng nội thoát chất động mạch kết hợp với chincenerisba có thể là bổ sung trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan và là một giải pháp thay thế hợp lý cho một số bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan thuộc giai đoạn C của hệ thống phân loại ung thư gan Barcelona. Báo cáo thứ năm là chincenerisba trong phòng suy tủy xương do hoại trì, một phân tích meta và tổng quan hệ thống. Thì ở bệnh nhân ung thư thì suy tủy xương có thể làm chậm quá trình điều trị và thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó mục đích của nghiên cứu này là đánh giá cái hiệu quả của chincenerisba trong phòng suy tủy xương do hoại trì ở những bệnh nhân ung thư. Slide 50. Nghiên cứu này sử dụng 6 cơ sở dữ liệu để mà tìm kiếm và sử dụng các tiêu chuẩn để lựa chọn các nghiên cứu đưa vào phân tích. Slide 51. Quá trình tìm kiếm thu được 18 nghiên cứu lâm sàng trên được thực hiện trên 2.222 bệnh nhân. Trong các nghiên cứu này thì liều dùng của chincenerisba là 20 mg trên một lần nhân với 2 lần trên một ngày. Một liệu trình điều trị thường là 3 đến 4 tuần và số liệu trình là 2 hoặc 4. Slide 52. 14 nghiên cứu lâm sàng đánh giá cái hiệu quả tăng bạch cầu ở mức độ 1 đến 4 và 13 nghiên cứu đánh giá cái hiệu quả tăng số lượng bạch cầu ở mức độ 3 đến 4. Kết quả cho thấy là chincenerisba kết hợp hóa trị cho thấy hiệu quả tốt hơn đáng kể về nhóm hóa trị trong việc cải thiện sự giảm bạch cầu ở cả mức hai mức độ nói trên. Slide 53 đến slide 55 tổng hợp các kết quả còn cho thấy là sự cải thiện đáng kể sự giảm hồng cầu ở mức độ 1 đến 4, giảm tiểu cầu mức độ 1 đến 4 và giảm neutrophil mức độ 1 đến 4. Slide 56. Kết quả thu được gợi ý chincenerisba kết hợp với hóa trị có thể làm cải thiện đáng kể sự giảm số lượng bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu và neutrophil, từ đó khẳng định cái hiệu quả của chincenerisba trong việc làm giảm nhẹ suy tủy xương do hóa trị ở những bệnh nhân bị các loại ung thư khác nhau và liều dùng tối ưu của chincenerisba khi kết hợp với hóa trị được gợi ý là 20 mg trên lần, 2 lần trên một ngày với thời gian điều trị là 3 hoặc 4 tuần cho một liệu trình và số liệu trình là 2 hoặc 4. Đó là thứ sáu là chincenerisba kết hợp với hóa trị trong điều trị ung thư hệ tiêu hóa ở Trung Quốc, một phân tích meta và tổng quan hệ thống. Slide 58. Nghiên cứu này cũng sử dụng 6 cơ sở dữ liệu để mà tìm kiếm và sử dụng các tiêu chuẩn để mà sàng lọc chọn lựa các nghiên cứu đưa vào phân tích theo hai nhóm chỉ tiêu lâm sàng chính và chỉ tiêu lâm sàng phụ. Slide 60 đến slide 63. Kết quả phân tích cho thấy nhóm phối hợp có sự cải thiện đáng kể các chỉ tiêu lâm sàng chính như là tỷ lệ đáp ứng khách quan, tỷ lệ kiểm soát bệnh, tỷ lệ sống sót và chỉ số chức năng Kanowski. Slide 64, slide 65. Về chỉ tiêu lâm sàng phụ, nhóm phối hợp cho thấy sự cải thiện rối loạn tiêu hóa và giảm số lượng bạch cầu. Slide 66. Tuy nhiên không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về sự cải thiện rối loạn gan và thận ở giữa hai nhóm
phối hợp và nhóm đối chứng. Slide số 7, kết quả thu được gợi ý có các bằng chứng chắc chắn là rằng là Chinchenogis Jigaba phối hợp với hóa trị có thể làm cải thiện cái tỷ lệ đáp ứng, cải tỷ lệ kiểm soát bệnh, tỷ lệ sống sót 1 năm, chỉ số chức năng Karnofsky, rối loạn tiêu hóa và sự giảm số lượng bạch cầu. Chinchenogis Jigaba kết hợp với hóa trị còn có thể là tăng cường hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tác dụng không mong muốn của hóa trị ở những bệnh nhân ung thư hệ tiêu hóa. RG3HFC là sản phẩm nhập khẩu nguyên hợp từ Hàn Quốc, cung cấp 10 mg RG3 trên một viên, hoặc 60 viên. Sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể. Sản phẩm giúp giảm đau, giảm mệt mỏi và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quý khách có thể truy cập website của công ty BT Vin tại địa chỉ www.btvinvietnam.vn hoặc liên hệ số hotline tại 0846368368 để biết thêm chi tiết. RG3 300 là sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Hàn Quốc, cung cấp 50 mg RG3 trên một túi, hộp 10 túi. Đây là sản phẩm cung cấp hàm lượng RG3 cao nhất trên thế giới. Sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể, giúp giảm đau, giảm mệt mỏi và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quý khách có thể truy cập website của công ty BT Vin tại địa chỉ www.btvinvietnam.vn hoặc liên hệ số hotline tại 0846368368 để biết thêm chi tiết. Quý vị thân mến, bài trình bày đến đây là kết thúc cũng như đã khép lại chương trình điểm báo quốc tế ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Mời quý vị tiếp tục đón xem chương trình điểm báo của chúng tôi trong những lần tiếp theo. Còn bây giờ, Thu Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại.